Trà này dành cho những bạn nào có làn da thâm sạm, tay chân lạnh, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh hoặc lượng kinh ít, thâm đen, vón cục thì các bạn làm ngay món trà này uống đi ạ. Nguyên liệu gồm có long nhãn 10g, đương quy 6g, bạch thược 6g, táo đỏ 3 quả, xuyên khung 3g, thục địa 12g, đường đen 1 viên. Cho lượng nước vừa đủ và đun sôi nhỏ lửa 30 phút, sau đó cho kỵ tử vào là có thể dùng được. Mọi người uống 3 đến 5 ngày liên tục sau mỗi kỳ kinh nhé. Kinh nguyệt tốt, da sáng, rạng ngời thì thanh xuân sẽ là mãi mãi đấy ạ. Phụ nữ mà dưỡng tốt kinh nguyệt thì sẽ có làn da đẹp, nội tiết tố dồi dào. Các bạn nhớ chia sẻ để lưu lại công thức khi cần và đừng quên cho Thu Hoài một follow để xem những video tiếp theo nha.